Hai, chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương Út lúc nào cũng vui vẻ nha. Mới tắm nước xà bông vô mắt bị cay chứ không phải khóc mấy mẹ. Ở hổm Út lên mạng Út coi, Út coi tuổi chơi, Út coi chơi mà nó đồ mốt nói Út đi coi bói kiếm ăn rồi thánh thần. Cười muốn đau ruột cái nhà. Trẻ tóc bên bên này nhìn lạ không. À dai, vô câu chuyện hả cả nhà ơi. Cầm lo hồng lo nên cẩn thận. Cái này là tuy là Út nói bâng quơ vậy á, nhưng mà cẩn thận nó không có thừa đâu. Tại vì những gì mà Út nói bâng quơ á thì sẽ có hết, sẽ có hết. Đó, sau khi cái màn diễn á, diễn khóc mà không ra nước mắt để du quan giá quả cho Hồng Loan á, để đổ thừa cho Hồng Loan á, thì đã bị bóc mẻ bóc trần á, là khóc giả á, khóc mà giống như tai biến là phe kim cương rồi nè. Đó, khóc tha cho chị được không Loan, tha cho chị được không, mà giận quá thì giận luôn, giận muốn lờ cũng chê luôn mà không có ra giọt nước mắt nào hết trơn. Đó, thì bây giờ hai vợ chồng của Le Le đã đi Thái Lan rồi. Mà cả nhà biết đi Thái Lan để làm gì? À, đi Thái Lan làm gì cả nhà tự biết rồi. Út không muốn nói tới nữa. Đó, vì thế, vì thế những gì Út nói ngày hôm nay thì ai chia sẻ cho Hồng Loan nghe. À, để Hồng Loan nó biết. À, để mà cẩn thận không có thừa đâu. Là có nghĩa là gì? Nghĩa là sao? Hàm răng của chúng ta chính là bộ phận cơ thể chúng ta đúng không? Hàm răng là đi liền với con người chúng ta, là phong thủy chúng ta đúng không? Mà bây giờ Hồng Loan trả hàm răng lợ thì cái linh khí trong con người Hồng Loan còn dính trên cái hàm răng đó đúng không? Thì khi mà Hồng Loan trả lại bộ răng đó thì Le Le này có thể dùng bộ răng đó để làm một cái gì đó, ví dụ như yểm bùa hay là làm bùa gì đó là rất là mệt luôn. Vì thế nếu Hồng Loan muốn mà trước khi mà là tháo hàm răng ra đó, muốn trả hàm răng thì Hồng Loan nên về nhà đó trụng hàm răng đó qua nước muối đúng không? Trụng hàm răng nó qua nước muối để cho những cái linh khí trong người chúng ta, những cái hơi hám trong người chúng ta nó rửa sạch hết toàn bộ trong hàm răng đó, không còn một cái gì mà liên quan đến cái phong thủy, một cái liên hệ gì ở cuộc đời chúng ta. Út nói như vậy cả nhà hiểu nói gì không? Nhà không hiểu nói gì không? Có nghĩa như không còn một cái gì từ trước giờ, cái năm nay gần năm nay rồi Hồng Loan đã xài hàm răng này, nó đã gắn liền với Hồng Loan, nó đã đi liền với cuộc đời Hồng Loan, nó giống như là một tâm linh, nó hòa quỷ Hồng Loan, là cái răng cái tóc là nó liền với con người mình. Mà bây giờ Hồng Loan lấy ra mà trả về, hiện tại hai vợ chồng nó đang ở Thái Lan, đang đi làm cái gì đó, đợi Hồng Loan trả hàm răng lợ sẽ làm một cái gì đó. Tuy là lời nói Út có thể là nghe nó hơi kỳ kỳ, nghe nó hơi giả tưởng, hơi mà khùng khùng, nhưng mà có thể có đối với những hạng người như vậy đúng không? Sẽ có những hạng người như vậy, nó dám bỏ tiền ra để ẹt ni, thì cả nhà nghĩ đi, chuyện gì mà không dám làm đúng không cả nhà? Đó, vì thế cẩn thận, gọi là cẩn tắc vô ái nái, là mình cẩn thận sẽ hay hơn. Tuy là mình nói là cái chuyện nó không có đâu, nhưng mà thật chất nó đã có những người đó, những hạng người như vậy thì chuyện gì họ cũng dám làm. Chuyện mướn người để đăng xuất ni mà họ cũng dám làm, thì hốt hồn chứ chuyện làm cái hàm răng mà họ đang thù ghét Hồng Loan, đang cay cú Hồng Loan, đang hận Hồng Loan, thì chuyện gì mà họ không dám làm đúng không cả nhà? Bàn thờ làm bùa le le ngơ ngơ ngẩn luôn mà nói gì nghe đó, mà thì hốt hồn Hồng Loan là cái thá gì mà họ tha cho Hồng Loan. Vì thế ai mà nghe clip Út cắt cái đoạn này gửi cho Hồng Loan đó, nói Hồng Loan trước khi tháo hàm răng ra hẹn giờ trả đó thì nhúng qua nước muối, gọi là muối hộp đó, nước muối hộp nha, nấu nước muối lên trụng hàm răng ở đó rồi đem trả mà đúng không cả nhà, giờ đổ nước muối nó ra ngoài đường đó thì sẽ không còn một cái gì là dính con người mình vô cái hàm răng đó, thì nó làm không được, nó muốn làm bùa làm không được. Chứ mà trả hàm răng nguyên si vậy thì sẽ mệt lắm chứ, tụi nó đó chuyện gì tụi nó không dám làm đúng không cả nhà. Hiện tại hai vợ chồng nó đang ở Thái Lan, còn con Hà Mã thì chuyển sang tấn công Má Tư. Hồi lúc trước hai vợ chồng nó cũng tấn công Má Tư mà tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Và bây giờ tiếp tục Hà Mã nhận lệnh tấn công Má Tư. Thì sắp tới đây Hà Mã cũng te tu tơi tả. Hà Mã không có sự nghiệp thì không có gọi là tán gia bại sản được, mà Hà Mã là sống không bằng chết. Đó, sống không bằng chết. Những ngày tiếp theo của Hà Mã nó tấn công Má Tư, nó chửi Má Tư bằng thằng ăn đông này thằng đông kia, Má Tư đáng cha đáng mẹ mày, mày kêu thằng này thằng nọ. Út dù sao cái vụ nói cô sao Út kêu bằng cô bằng chú đàng hoàng, chứ không có vụ mày tao thằng này thằng nọ, dù sao họ cũng lớn tuổi hơn mình đúng không cả nhà. Vậy mà con Hà Mã nó kêu bằng thằng này thằng nọ, nó chửi Má Tư là đồ bóng gió. Vậy chủ nhân của Hà Mã là anh bằng thờ có bóng gió không? Chẳng những bóng gió mà còn lấy vợ luôn nữa kìa.
không dám đưa sống đúng với giới tính của mình, lấy vợ luôn kìa mới ghê kìa. Chứ bóng gió như má tư người ta là sống thật giới tính của mình có gì đâu sợ. Thời buổi giờ như phải xưa đâu mà bóng gió lại sợ luôn cả nhà. Bóng gió bây giờ người ta sống thật với giới tính của mình rồi, giới tính người ta sao ta bộc lộ luôn như gì nụ đó, bộc lộ luôn, không có gì để giấu, có gì đâu mắc cỡ. Những người làm ăn ở không có đức mới mắc cỡ. Chứ bóng gió là giới tính của mình, là ông trời sinh ra sao làm mình như vậy, mình có muốn đâu, đúng không cả nhà? Vì thế mà hai vợ chồng nó đang ở Thái Lan thì Hồng Loan cẩn thận thì hay hơn. Và bây giờ nó kêu Hồng Loan á, giờ là từ 800 triệu mà quy ra còn 150. Đó, từ Hàm Giang 800 triệu mà giờ rớt xuống còn 150 rồi. Giờ trả giá siêu thêm mới dám còn 50 lắm. Giờ mà dán trả giá mà kèo nèo, dám chút còn 50 lắm chứ không chơi được. Đó, còn 150 mà kêu Hồng Loan chuyển vô hội thập đỏ gì đó, không bao giờ có chuyện đó đâu. Cái nào ra cái đó. Ví dụ mình làm giúp từ thiện thì mình chuyển cái thập đỏ là chuyện từ thiện, còn cái chuyện này là cái chuyện ở ngoài xã hội, cái chuyện mà qua lợi phải trả, chứ không có dùng cái đồng tiền đó mà chuyển vô trong đó. Cái gì ra cái đó đúng không nhà? Còn đó 150 tiền Hàm Văn thì không trả luôn, Hồng Loan không trả luôn. Tại sao? Tại vì bây giờ trả là Hàm Văn cũ Hồng Loan đi, rồi Hồng Loan mới trả lại 150 triệu, còn trả là Hàm Văn lấy không lấy thì thôi, đem vô thùng rác, đem dục xuống sông hay đem dục ở ngoài đường cũng được đó. Chứ tự nhiên ba lấy 150 triệu dễ ăn quá vậy hả? Sao dễ ăn vậy? Sao dễ ăn như vậy? Đời 800 triệu không được hạ giá còn 150 hả? Giờ gom như được nhiêu hay nhiêu hả? Bây giờ cho gan thì trả gan, chịu không chịu thì thôi, chứ đừng có vụ mà trả tiền không có trả tiền đâu. Tại vì bây giờ nếu thật sự muốn đòi tiền thì phải trả hết Hàm Văn cũ Hồng Loan lại nguyên hiện trạng ban đầu thì Hồng Loan mới trả tiền. Tự nhiên Hàm Văn cũ của người ta lấy ra bắt tiêu rồi, và bây giờ đòi tiền 150 là sao? Từ 800 triệu mà rớt xuống còn 150. Nó nói là con Hà Mã tự đòi, nó không đòi, mà sao nó không có một lời lẽ nào để đối chất với Hà Mã, để la con Hà Mã, hay là để chửi Hà Mã, hay là để lên mà đính chính chuyện Hà Mã làm không đúng, không hề luôn, không dám đụng Hà Mã. Có nghĩa là Hà Mã đang nắm giữ bí mật gì đó mà le le không dám đụng Hà Mã, đúng không? Lần trước thì nói là không quen biết mà cái show của chồng mình Hà Mã xuất hiện, lần này nó không quen biết mà Hà Mã lại đòi tiền giùm mình, đúng không? Giờ bây giờ 800 triệu mà vớt xuống còn 150, không trả một xu luôn. Bây giờ muốn trả thì trả là Hàm Văn cũ Hồng Loan đi, Hồng Loan trả tiền. Hồng Loan đừng có ngu mà trả 150 triệu nha, đừng có gì chút bốc đồng, đừng có gì chút sĩ diện mà trả 150 triệu nha. 150 triệu không phải là đa lá mít mà dễ kiếm nha. 150 triệu mũi kích không phải là đa lá mít đâu mà dễ kiếm. Hô cái trả không có đâu, đừng có trả. Cái chuyện mình giúp đỡ bên chữ thập đỏ là chị cũng giúp đỡ, còn cái chuyện này chuyện nào cái chuyện đó, chứ không phải nói là muốn chuyển đâu. 150 triệu chứ đâu phải là đa lá mít hay là cổng rác cổng cỏ mà hô là chuyển, đúng không nhà? 150 triệu kiếm trần ai ai khổ một đời người nhiều khi còn chưa có được mà muốn chuyển là chuyển hay đâu có đâu. Không lo đừng gì chút bốc đồng nha, đừng gì chút sĩ diện mà chuyển 150 triệu nha. Cho răng tôi trả răng, còn chị muốn đòi tiền thì chị trả Hàm Răng cũ cho tôi đi, rồi tôi sẽ trả lại tiền cho chị, chứ đừng có cái kiểu mà quỳ mi quy ra tiền. Hàm Răng tạm giờ nói là Hàm Văn thiệt đòi người ta 800 triệu, bây giờ cộng đồng bạn móc mẻ những vi déo Hàm Văn tạm, bây giờ vớt xuống còn 150, quá trời quá đất luôn. Giờ lên khóc như đúng rồi, khóc để vu oan giá họa cho thằng nhỏ, cho con nhỏ nữa, khóc để vu oan giá họa cho con nhỏ mà dặn hoài không vớt giọt nước mắt để lấy lòng thương cộng đồng mạng. Muốn khóc để lấy lòng thương cộng đồng mạng, để cộng đồng mạng dồn qua tấn công Hồng Loan, để đổ thừa cho Hồng Loan, tại Hồng Loan mà cái tiệm làm của mình ế, đúng không? Nhưng mà dặn hoài không ra nước mắt, tại cái nghiệp lực nó khiến không vớt được nước mắt, để cho thấy con người mặt cái mặt mình trân trân trơ trơ tráo tráo, nó giả tạo đến mức nào, đúng không? Giỏi chị không ơn coi cho bình luận chửi mình ta hả? Nó vô vợ chở thì đúng không? Tha cho chị được không? Chị không có làm gì chứ, giờ chị mệt mỏi lắm rồi, mong tha cho chị đi, từ nay kết thúc đi. Coi bình luận chửi mình không ta đó, vừa khóc mà vừa dòm coi có ai bình luận chửi mình không, cặp mắt này láo lia láo liệt chặn qua chặn lại đó, chẳng có một chút da dẻ gì mà khóc. Diễn cũng diễn dở, phái diễn mà diễn dở, vợ chồng lúc nào diễn cũng lố mà lúc nào diễn cũng để cộng đồng mạng bắt bài bắt bạch là sao hả? À, bây giờ hai chồng đang ở Thái Lan đó, những gì Út nói Hồng Loan nhớ cẩn thận, chứ Út nói không thừa đâu, những gì Út nói là đều sẽ ra hết đó, những gì Út nói đều sẽ ra hết trơn rồi đó, không có đường cái gì mà thoát hết trơn đó. Đã coi nó nói gì ha, đã coi anh hai nói gì ha, đau khổ
tô luyện những tâm hồn mạnh mẽ nhất. Đau khổ tâm hồn mạnh mẽ hả? Mạnh mẽ dữ chưa? Đàn ông đàn ơi, tối ngày dựa đàn bà mà nó mạnh mẽ. Đàn ông đàn bơ tối ngày dựa đàn bà không, núp dưới giặt áo không để sống mà mạnh mẽ mẹ gì? Mạnh mẽ dưới giặt áo hả? Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mẹ hả? Đó. Những nhân vật có ảnh hưởng nhất đều luôn mang trong mình một vết sẹo. Nó nghe nè anh bàn thờ, nó nghe nè. Nếu mình muốn người ta không mang vết sẹo cho mình, người ta không làm mình tổn thương, thì người đầu tiên chính là mình, đừng làm cho ai tổn thương. Nếu mình muốn mình không bị tổn thương thì đừng đi gieo rắc tổn thương cho ai hết. Nếu mình muốn mình không bị ảnh hưởng gì hết thì mình đừng có vô ơn phản phúc, lừa thầy phản bạn hại em. Nếu mình muốn người ta không quay lưng với mình thì mình đừng có mị đờ, mị dân, lừa đảo cộng đồng mạng, lừa đảo khán giả. Đừng làm những trò ố lăng ố về, đúng không? Nếu mình muốn người ta trung thành với mình, trước tiên mình đừng có phản bội người ta. Đó là nguyên lý vũ trụ. Bánh ít đi là bánh y quy lại. Mình muốn người ta đối xử với mình như thế nào, trước tiên mình sẽ đối xử người ta y như vậy, thì người ta sẽ đối đãi với mình là y chang như vậy. Còn mình đối xử với người ta tệ còn hơn chữ tệ, mà mình muốn người ta đối xử lợi với mình là tốt sao? Mình đâu phải là cha làm mẹ làm cứu nội bà cứu nội người ta, đúng không? Mình đâu phải là dòng họ của quyền thất tổ người ta, mà mình chơi với người ta, mình đối xử người ta giống như nùi rẻ, mà mình muốn người ta đối xử mình giống như một chiếc áo lụa hay sao? Hai bàn thờ, đúng không? Những người nổi tiếng thường ai có vết sẹo. Nó kia là anh bàn thờ có vết sẹo nhiều lắm rồi, vết sẹo nhiều lắm rồi, bấy bá không người rồi, chứ không phải đến gia ma hồng đâu không. Từ những chuyện lùm xùm mắc nợ bên Mỹ, tiền những chuyện lùm xùm chuyện này chuyện kia là đã nhiều lắm rồi. Giờ đâm đầu vô cái drama này, làm những trò không ra gì, rồi tiếp tục tự hại mình, rồi đổ thừa ai là cho mình vết sẹo. Chính mình đã đâm vô người ta một nhát trước. Mình hại Ni, hại Hồng Loan, còn cười cợt khi Ni bị gặp nạn nữa. Còn cười cợt, rồi vừa lòng khi Ni gặp nạn nữa. Còn lên rồi, đính chính là chưa bao giờ nói Hồng Loan là con, mà trong khi chính miệng mình nói điều đó. Giờ mình nói ngược lại điều đó. Đó, đúng không? Chẳng khác nào tự mình làm tổn thương mình, chứ chả ai làm cho mình có vết sẹo cả. Đúng không anh bàn thờ? Đó. Thả lỏng cơ thể để chờ đón những điều tích cực nhất. Đúng rồi, thả lỏng cơ thể đi. Chứ giờ nếu mà làm căng quá nó đứt á, thiệt. Bây giờ thả lỏng đi, chứ giờ mà căng quá là lớp mà không có show diễn nè, lớp bị trúng mắng trúng vũ trúng xả nè, lớp ba cái hàng quá bán không được nè, lớp nợ nần dí tùm lum nè, lớp sắp tới ế show không ai mờ nè, căng đứt cái bặt có rồi xong mệt lắm, đúng không? Đó, bây giờ mình thả lỏng đi, thả lỏng có gì ăn đó. Không biết nói gì hơn, giờ chỉ ăn no ngủ nghỉ thôi, không biết làm gì hơn. Đó, cứ vậy đi. Chứ giờ biết nói gì nữa nè trời. Rồi coi le le nói gì ha. Mình à, trời ơi. Le le kêu chồng bằng thờ. Mình à, trời ơi. Nghe nó mùi như ăn hột mít địch vậy đó. Trước đây em thương mình dùng cả trái tim và cái tâm cảm hóa để một người đàn ông trái tim lạnh giá trở nên ấm áp bên cạnh em. Trời ơi, trái tim lạnh giá với đàn bà thôi, chứ không lạnh giá với đại trợ lý, hiểu không? Trời ơi, cảm quá. Anh bàn thờ từ trái tim lạnh giá trở nên ấm áp bên cạnh em. Trời, lấy tiền đốt. Lấy tiền đốt cái tim nó ấm lên cái gì? Lấy tiền cái sưởi ấm cho trái tim, đúng không? Lấy tiền cái mua củi rồi sưởi ấm trái tim. Đó, có sao đâu. Là ấm áp liền à. Ấm áp với le le thôi. Chứ lạnh giá với le le thôi. Chứ mà ấm áp với bằng với lợi trợ lý. Trời ơi, em khiến trái tim anh ấm áp bên cạnh em. Đâu rồi, tới đâu rồi? Bây giờ em còn thấy thương anh nhiều hơn vì em nhìn thấu hiểu anh rất hiền và tử tế. Trời, anh hiền lắm, đâu có làm gì đâu. Đâu có làm gì đâu. Suối le le đòi bàn thờ, suối le le chửi em mình, suối le le công kích người ta, suối le le bỏ tiền cho ẹt đi thôi, hiền lắm, không có làm gì chứ. Toàn là suối người ta làm mà, anh bàn thờ đâu làm gì đâu, toàn là suối không à. Đó, hiền tử tế lắm. Tử tế gì lắm, kêu Hồng Loan bán mỹ phẩm hết hạn không bán, chửi người ta tử tế lắm. Ăn tiền BH 300 triệu đổ thừa cho ông Giang hết, tử tế lắm. Đó, lợi dụng hình ảnh ba người ta, cái bắt người ta xóa hình ảnh, ngộ tử tế lắm. Tử tế lắm, mướn người ẹt đi, cái mừng chưa được bao lâu cái đi trở về cái quê, tử tế lắm. Quá tử tế luôn. Tử tế luôn với người anh thương, nhưng họ không thương anh. Trời ơi, tử tế để người anh thương, ý là nó thương Hồng Loan hả? Thương cậu nữa hả? Thương cậu dữ chưa? Mà cậu bệnh hả? Cậu bệnh mấy năm chờ không thấy cái mặt tó xuất hiện thăm cậu. Và khi cậu vừa mất cái lợ mang danh là quyền huynh thế phụ để trục lợi, mắc cỡ không thương người anh thương hả? Thương Hồng Loan hả? Thương em mình sao kêu em mình bán mỹ phẩm hết hàng như vậy? Đang cho nó bị mang tiếng hả?
chứ nó hại người ta hả? Mỹ phẩm hết hàng, ta xài ta hư cái mặt ta, giờ chẳng mắt nào không đơn hại người ta, đúng không? À, giờ bảo vệ em trục lợi đã không trục lợi đã được, quay ra chửi còn ta là thương dữ chưa? Thương dữ chưa? À, le le. Tới đâu rồi? Gì? À, họ cố tình làm anh tổn thương, nhưng anh lại nghĩ họ vô tình không cố ý. Rồi anh nói kệ đi em, chứ không kệ có làm gì què ai? Không kệ có làm được ai mà không kệ? Mướn người ạt đi còn không thành công nữa thì giờ làm gì nữa không kệ, đúng không? Phá tanh bành luôn, cho hà mã chửi rủa là không còn gì luôn, cho fan vô chửi rủa không còn gì luôn, mướn người ạt đi luôn, lập một kế hoạch là thật hoàn hảo, ạt đi mã lai, ạt không được còn làm gì nữa giờ, còn làm mẹ nữa giờ, giờ còn làm nữa dở kế hoạch hết trơn rồi, còn làm gì nữa? Kệ đi em, trời ơi thương không. Anh cười ngọt ngào, nhưng em sao lấy đắng lòng quá. Đúng rồi, phải đắng lòng chứ sao. Tốn tiền nhiều quá rồi. Từ ngày gặp anh mặt thờ tốn quá tiền luôn. Không đắng lòng cũng ớn. Chẳng những đắng lòng mà đắng luôn cuộc đời nữa, đúng không? Từ nay bị chuẩn bị nè, chuẩn bị dẹp tiệm nè, cũng đắng cuộc đời nữa chứ phải đắng lòng không. Em và các con sẽ thương anh. Trời ơi, các con hả? Em và các con hả? Các con nào vậy? Ba đứa gái hả? Nó thương anh luôn hả? Sao không gặp đi chợ đi chơi chung đi, dẫn đi chơi chung đi, chơi chung cho gặp ba dượng rồi với người ta, đúng không? À, tự hào vì anh chồng yêu của em. Trời ơi, nghe sao muốn mắc địch quá. Nghe sao tự nhiên muốn chảy da chảy nước luôn. Thôi là không có chồng, có chồng chảy nước mẹ rồi. Tự hào vì anh thật là ngọt ngào và tử tế, anh thương người ta mà không ai thương anh hết trơn hết trời. Thôi tạm biệt, thôi mệt mỏi quá.